Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày mùng 2 tháng Giêng năm Canh Tý. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay gồm có phóng sự đi lễ chùa đầu năm, nét đẹp dân quá diệt, phóng sự đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đáng và mùa lễ hội năm 2020. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2020. Năm qua, tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, Thành quỹ Châu Đốc phát động gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị xã hội quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân thành phố phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn. Kết quả có nhiều cán bộ công chức, nhân viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời cùng với việc hăng hái tích cực tham gia các phong trào thi đua, công tác giải quyết án và các mặt công tác khác của đơn vị từng bước nâng lên. Trong đó, chất lượng giải quyết án đạt và dược chỉ tiêu của hệ thống tòa án và phát động thi đua của chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vào đầu năm 2019. Cụ thể, trong năm, đơn vị thủ lý 1.009 vụ việc án các loại, giải quyết 922 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,4% trên tổng số vụ việc đã thủ lý, đang giải quyết 87 vụ, trong đó có 15 vụ tạm đình chỉ. Không có án quá hạn luật định, so với cùng kỳ năm 2018, thủ lý giảm 27 vụ việc, giải quyết giảm 48 vụ việc. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, năm 2020, toàn thể cán bộ công chức tòa án thành phố Châu Đốc quyết tâm thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, góp phần vào thành tích chung của hệ thống tòa án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú B tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đến dự có Thượng tá Lâm Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc. Năm 2019, công tác quân sự quốc phòng phường Châu Phú B được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng lực lượng dân quân có 259 đồng chí, đảng viên trong lực lượng đạt 16,6%, tổ chức tập quấn, quấn luyện, quân số 165 đồng chí, tham gia đạt 100%, lực lượng dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3%. Đối tượng 4 đạt 100%, duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với công an phường, các ngành đoàn thể nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phối hợp các lực lượng chức năng, bảo vệ an toàn các sự kiện, cán bộ đảng viên, chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Ủy ban Nhân dân Phường cho Phú B trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã hoàn thành tốt trong công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019. Công an phường Núi Sam vừa tổ chức tổng kết công tác công an năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Năm 2019, Công an phường Núi Sam làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, giải quyết kịp thời các vụ việc, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, phạm pháp hình sự xảy ra 4 vụ, phát hiện bắt giữ 15 vụ, 16 đối tượng, có hành vi mua bán, tàn trữ, trái phép chất ma túy, tăng 4 vụ so với cùng kỳ, đưa vào vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo diện nghị định 136, 48 đối tượng. Tệ nạn xã hội bắt 8 vụ, 35 đối tượng có hành vi đánh bạc với hình thức ăn thua bằng tiền, lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự 23 vụ, mời gọi giáo dục 131 đối tượng. Công tác tuần tra kiểm tra được duy trì thực hiện, qua đó giải tán 22 sòng bài, lô tô, nhắc nhở 543 lượt thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, tổ chức 21 cuộc công an phường và bảo vệ dân phố lắng nghe ý kiến nhân dân với 79 ý kiến đóng góp có giá trị từ nhân dân duy trì mô hình tiếng loa camera an ninh nhắc nhở 1.246 trường hợp bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, 847 trường hợp chèo kéo du khách, xử phạt 1.501 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường. Cùng với đó, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ, công tác xây dựng lực lượng hậu cần trong lực lượng được quan tâm thường xuyên. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam đã khen thưởng cho 3 tập thể 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019. Trong không khí vui tươi phấn khởi mừng đảng mừng xuân canh tí 2020, Công đoàn Cơ sở Trường Phổ thông Dân tộc Nội Rú, Trung học Phổ thông An Giang vừa tổ chức giao lưu hợp mặt truyền thống giữa 4 đơn vị Công đoàn Cơ sở Trường học lần thứ 7 năm 2020. Tại buổi giao lưu hợp mặt truyền thống giữa công đoàn cơ sở, trường trung học phổ thông chuyên thủ khoa nghĩa, trường trung học phổ thông võ thị sáu, trường trung học phổ thông châu thị tế và trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông an giang tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao như bóng truyền nam, bóng rổ, đá cầu nữ, đội cà ôm lấy nước và giao lưu văn nghệ thông qua đó nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi sau những giờ dạy học, giao lưu văn nghệ thể thao, các trò chơi và hoạt động công đoàn, kinh nghiệm dạy học giữa các đoàn viên, tạo thêm sự đoàn kết trong ngành sư phạm, thân ái hữu nghị giữa các công đoàn cơ sở trường học. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.